Christine thức dậy trên giường cùng với một người đàn ông, cô đứng dậy lấy vài bộ quần áo rồi bước vào phòng tắm. Trên tường dán đầy những bức ảnh của cô và chồng, nhưng cô ấy lại chẳng thể nhớ bất kỳ điều gì, rõ ràng là trên tay cô vẫn đeo nhẫn cưới. Christine bước ra ngoài thì thấy Ben đang ngồi đợi trên giường, anh ấy nói rằng cả hai đã kết hôn cách đây 14 năm và hiện tại cô cũng đã 40 tuổi. Khi Christine mặc quần áo và Ben tiếp tục tiết lộ, cô đã bị tai nạn xe hơi cách đây 14 năm, do đó Christine đã bị một số vết thương và bản thân mất đi trí nhớ. Cô chỉ có thể lưu trữ thông tin trong một ngày, mỗi khi Christine ngủ dậy tất cả ký ức sẽ biến mất, cô cứ nghĩ mình là thiếu nữ đôi mươi. Ben yêu cầu Christine hãy tin tưởng anh, nhưng lúc này cô chỉ cảm thấy sợ hãi. Trong khi làm bữa sáng, Ben không ngừng kể cho cô nghe về cuộc sống chung và đám cưới của họ. Trước khi đi làm, anh ấy cho Christine xem những ghi chú cần làm trong ngày. Cô thắc mắc khi thấy nội dung thu dọn quần áo, Ben liền giải thích mình sẽ đưa vợ đi chơi xa. Ở một mình, Christine cố gắng suy nghĩ về mọi thứ. Đột nhiên điện thoại đổ chuông là bác sĩ Henry gọi tới, anh ấy đang điều trị để giúp Christine lấy lại trí nhớ. Henry nói rằng có thể Ben không biết việc cô đi khám bác sĩ, rồi bảo cô ấy đi lấy chiếc hộp bên trong tủ quần áo. Christine mở hộp và tìm thấy một chiếc máy ảnh bên trong. Khi bật lên, cô thấy đoạn video mình quay mỗi ngày. Hai tuần trước đó, Christine đang ngồi trong ô tô cùng với tiến sĩ Henry. Anh thừa nhận rằng mối quan hệ nghề nghiệp của họ hơi khác thường. Christine bắt đầu sợ hãi và bối rối. Henry dừng lại ở một bãi đậu xe. Anh ấy tiết lộ việc mình đã làm việc với Christine từ 6 tháng trước. Là một bác sĩ tâm thần, Henry đang nghiên cứu và chuẩn bị thực hiện một bài báo với nội dung là chứng mất trí nhớ mà Christine đang mắc phải. Mặc dù không nhớ được Henry là ai khi anh gọi điện vào ngày hôm sau, nhưng Christine vẫn đồng ý làm việc với anh ấy. Bản thân Christine rất muốn nói việc điều trị này với chồng mình, nhưng Henry kiên quyết phản đối vì trước đây cô đã từng trị liệu và Ben chỉ khiến cô thêm khó chịu. Trong văn phòng, Harry đưa cho Christine chiếc máy ảnh, bảo cô hãy ghi lại nhật ký bằng cách quay video mỗi ngày. Bác sĩ Henry nói với Christine, vết thương của cô là do cuộc tấn công dã man cách đây 10 năm trước, đa phần là những cú đánh liên tục vào đầu. Christine cảm thấy bối rối vì Ben đã kể một câu chuyện hoàn toàn khác. Để chứng minh điều mình nói, Henry cho cô xem những bài báo về vụ tấn công. Christine thắc mắc tại sao lại có người muốn giết mình. Henry bảo chịu vì hung thủ bật vô âm tín, chỉ có Christine biết lý do nhưng cô lại mất trí. Khi họ rời đi, Henry cảnh báo Christine đừng cho Ben biết về chiếc máy ảnh, điều đó sẽ khiến cô không cảm thấy bị giới hạn khi chia sẻ suy nghĩ của mình. Henry nói cho Christine nơi cất giấu nó và anh sẽ gọi cho cô vào sáng hôm sau. Christine đồng ý với kế hoạch. Đêm đó khi Ben chuẩn bị cốc cacao nóng, Christine tranh thủ vào phòng tắm ghi lại video đầu tiên. Cô giải thích về ký ức của mình và khi thấy Ben đến, cô ấy ngay lập tức giấu máy ảnh giả vờ như đã ngủ. Christine thức dậy vào sáng hôm sau bên cạnh chồng, Ben tuy đã thức nhưng giả vờ như còn đang ngủ. Những câu hỏi đây là đâu và tôi là ai cứ lặp đi lặp lại, Christine hỏi còn Ben kiên nhẫn trả lời vợ. Sau khi Ben đi làm, Christine lại ngồi trong xe với bác sĩ Henry và xem lại đoạn video. Christine bảo rằng nếu không có đoạn ghi âm, cô sẽ tin vào mọi điều chồng nói, chẳng hạn như vụ tai nạn xe hơi, cô ấy không biết Ben còn nói dối mình về điều gì nữa không. Christine không muốn lúc nào cũng sống trong sự sợ hãi. Henry đưa Christine tới một công ty gặp nhân viên ở đó. Anh ta dẫn hai người tới nơi đã tìm thấy Christine 10 năm trước. Anh ấy nói rằng Christine bất tỉnh không một mảnh vải che thân, xung quanh là chiếc ga trải giường bê bết máu. Nhưng dù cố gắng thế nào đi chăng nữa, Christine cũng không thể nhớ bất kỳ điều gì. Trở lại xe, cô hỏi Henry rằng mình làm gì ở sân bay. Anh ấy liền bảo có rất nhiều khách sạn trong khu vực này. Anh đoán rất có thể cô đã ngoại tình, báo cáo y tế chỉ ra rằng cô đã mây mưa trước khi bị tấn công. Christine hỏi anh liệu mình có bị xâm hại hay không, nhưng báo cáo y tế chỉ ra rằng cô hoàn toàn tự nguyện. Christine không thể tin mình là người ngoại tình, trở về nhà cô lại vào phòng tắm quay video, cô tha thiết mong bản thân sẽ nhớ những gì đã xảy ra. Christine bất giác nghe thấy tiếng trẻ con chơi đùa và ra ngoài kiểm tra, nhưng tuyệt nhiên không có bất kỳ ai bên ngoài. Đêm hôm đó, trong lúc Christine đang tắm thì Ben bước vào hôn cô. Khi họ bắt đầu thân mật, Christine đột nhiên nhớ tới một người có vết sẹo trên quai hàm. Trong lúc ngủ, cô ấy đã có một giấc mơ về khách sạn và việc mình bị tấn công. Ngày hôm sau, bác sĩ Henry bắt đầu các xét nghiệm trên cơ thể Christine. Anh ấy cho cô xem những bức tranh cần xác định. Tuy nhiên, được một lúc Christine có dấu hiệu khó chịu, cô phải ấn nút báo động trong máy cộng hưởng từ. Sau đó, Henry tiết lộ những bức ảnh vừa rồi được xáo trộn, một số ngẫu nhiên còn lại đều nằm trong bộ sưu tập của cô. Não của Christine đã phản ứng dữ dội với bức ảnh người phụ nữ, cô không biết đó là ai, cái tên Claire viết đằng sau cũng hoàn toàn xa lạ. Trên bàn ăn, cô ấy hỏi chồng về Claire, tuy nhiên anh ấy bảo không biết rồi hỏi ngược, tại sao em lại hỏi điều đó? Christine nói rằng mình chợt nhớ và thực sự muốn biết đó là ai. Ben tiết lộ đây không phải lần đầu tiên vợ nhớ tới Claire. Hai người đã từng là bạn nhưng cô ấy đã chuyển đi nơi khác và điều đó bây giờ không còn quan trọng. Christine trở lên bối rối mất kiểm soát. Ben liền vào nhà lấy ra tập ảnh trong phòng làm việc. Tất cả đều là cô chụp cùng Claire. Christine hỏi chồng tại sao giấu mình về những bức ảnh. Ben giải thích bản thân làm vậy để bảo vệ vợ khỏi sự thật rằng Claire đã bỏ rơi Christine khi biết cô bị tai nạn. Christine chất vấn làm sao mình có thể tin tưởng Ben khi anh giấu mình mọi chuyện. Nhưng Ben nói rằng anh không thể lúc nào cũng giải quyết được vấn đề giúp Christine, bởi vậy những việc đau buồn tốt nhất không nên khơi gợi.
Ngay sau đó, Kristin tạo một đoạn video mới, nói rằng Ben đang giấu mình chuyện của Claire và không thể tin tưởng anh. Ben vào nhà tắm thì thấy Kristin đã dán những tấm hình của Claire ở đó. Ngày hôm sau, bác sĩ Henry gọi điện cho Kristin và giải thích mọi chuyện cho cô nghe. Kristin xem lại đoạn ghi âm từ hôm trước với nội dung đừng tin những gì Ben nói. Cô phóng to màn hình thì phát hiện những bức ảnh dán trên tường đã biến mất. Kristin tức giận lục tung phòng làm việc của Ben, cô tìm thấy chiếc chìa khóa dùng để mở hộp đựng ảnh. Nhìn qua chúng, từng dòng ký ức với Claire ùa về trong tâm trí, Kristin biết sự thật mình từng mang thai. Cô ấy vội vàng kiểm tra những bức ảnh trong phòng tắm và album, nhưng tuyệt nhiên không có bằng chứng về việc cô sinh con. Kristin vén áo kiểm tra thì nhận thấy những vết rạn da trên bụng, cô từ từ nhớ lại cuộc trò chuyện với con trai mình trước đây. Kristin gọi điện cho Ben để hỏi về đứa con của họ, anh ấy vội vã về nhà ngay lập tức. Kristin trở lên bấn loạn liên tục chất vấn chồng con đâu, Ben ôm Kristin vào lòng thông báo đứa trẻ đã chết. Đợi đến khi vợ trấn tĩnh vào nhà, Ben mới tiết lộ con của họ đã chết vì căn bệnh viêm màng não. Anh lấy chiếc hộp với những bức ảnh của Adam khi còn nhỏ, Kristin đau đớn bật khóc nức nở, nhưng cô vẫn không thể nhớ ra cậu bé. Kristin thấy tờ giấy khai sinh của Adam và vài dòng chữ viết tay của cậu bé, để vợ không đau lòng Ben đã lấy lại những bức ảnh cất đi. Bản thân Kristin thì tiếp tục quay đoạn video, tâm trạng của cô ấy lúc này vô cùng đau khổ. Tối hôm đó, Kristin tiếp tục mơ về cái lần mình bị tấn công, cô kinh hãi thức dậy xem lại đoạn video về Adam và khóc. Kristin điên cuồng giật những bức ảnh cùng chồng treo trong phòng tắm. Khi gặp lại Henry, cô ấy đã hỏi về con trai, anh ấy bảo họ đã từng trò chuyện về cậu bé trước đây. Tuy nhiên Kristin bảo rằng mọi chuyện sẽ tốt hơn nếu cô không tìm hiểu về mọi thứ. Tối hôm đó Kristin tâm sự với chồng về con trai, cô hỏi liệu mình có phải một người mẹ tốt trước khi tai nạn xảy ra không. Ben trấn an vợ, em đã yêu Adam rất nhiều, điều đó khiến Kristin có một chút ký ức về cậu bé. Kristin bày tỏ sự thương xót đối với chồng, cô hiểu anh đã phải khổ sở thế nào khi một mình vượt qua tất cả. Ben ngậm ngùi rơi nước mắt xin lỗi vợ. Đêm đó Kristin có một cơn ác mộng khác, cô đang ở trong một khách sạn và có thể nhìn thấy con trai. Kristin thấy một mảnh giấy ghi tên Mike, sau đó thì nhớ lại người đàn ông có vết sẹo, cuối cùng cô nhớ lại những tình tiết khác của cuộc tấn công. Sáng hôm sau Kristin tỉnh dậy và quên đi mọi thứ lần nữa, được Henry gọi điện nhắc nhở cô lại tới gặp anh ta. Khi họ dừng lại Kristin nhắc tới cái tên Mike trong giấc mơ, cô chắc chắn đó là kẻ làm tổn thương mình. Bác sĩ Henry ôm bệnh nhân vào lòng nhằm an ủi, Kristin bất giác giật mình khi nhìn thấy tên đệm của Henry là Mike. Cô nhớ anh ta đã đánh mình trong phòng khách sạn nên chạy khỏi xe, Henry lấy một ống tiêm trong cốp và đuổi theo cô ấy, cuối cùng Henry cũng bắt kịp và khống chế Kristin. Khi cô tỉnh dậy trên ghế thì điện thoại đổ chuông, đầu dây bên kia là bác sĩ Henry, anh ấy thông báo đã tiêm cho Kristin một loại thuốc an thần để giúp cô bình tĩnh. Henry cũng tiết lộ việc Kristin sinh ảo giác nghĩ mình là Mike. Đúng lúc này Ben trở về nhà và ngồi ăn tối cùng vợ, anh hỏi Kristin đang nói chuyện điện thoại với ai, cô ấy nói dối mình chỉ định gọi cho Ben. Ngày hôm sau Kristin gặp Henry để nghe anh giải thích về việc những bệnh nhân như cô có thể nảy sinh tình cảm với bác sĩ điều trị khác giới. Đa số các trường hợp các bác sĩ đều giữ mình vì đó là điều vi phạm đạo đức nghề nghiệp. Để tránh điều đáng tiếc xảy ra, Henry sẽ giới thiệu Kristin cho một người đồng nghiệp của mình. Anh ấy tiết lộ Ben đã chuyển cô từ trại tị nạn đến viện dưỡng lão. Claire đã cố gắng liên lạc với Kristin nhưng đều bị Ben ngăn cản. Hơn thế nữa, Ben cũng đã ly hôn với Kristin 4 năm về trước. Có được số điện thoại, Kristin liền gọi cho Claire để lại lời nhắn, mình cần nói chuyện với cậu càng sớm càng tốt. Sau đó cô ấy đến gặp Ben tại chỗ làm việc của anh, chất vấn có phải họ đã ly hôn hay không. Mặc dù Ben rất tức giận nhưng Kristin vẫn cố gắng tìm ra sự thật. Ben lúc này mới bảo nguyên nhân đổ vỡ là do cái chết của con trai, nhưng giờ anh đã quay lại và sẽ không rời xa Kristin nữa. Cùng ngày hôm đó Claire gọi lại cho Kristin, cô ấy nói rất rõ những thông tin về Kristin, kêu nhớ bạn và hy vọng họ sớm gặp nhau. Vậy là họ chốt điểm hẹn tại một đài quan sát, Kristin đến trước ngồi đợi Claire trên băng ghế. Khi Claire xuất hiện, Kristin ngay lập tức có cảm giác thân thuộc, bọn họ ôm chầm lấy nhau rồi cùng tản bộ. Kristin đã hỏi Claire rất nhiều chuyện và được biết rằng rất có thể bản thân đã ngoại tình vì có lần Kristin đã kể cho Claire nghe điều đó nhưng lại giấu danh tính của người đàn ông. Claire xin lỗi vì đã kể với Ben nhưng cô ấy bắt buộc phải làm vậy để cảnh sát có manh mối điều tra. Claire kể rằng sau vụ việc mình đã cố gắng giúp đỡ Ben, cả hai dành nhiều thời gian cho nhau và cuối cùng là chén nhau. Quá sốc với thông tin này, Kristin không muốn tiếp tục nói chuyện với Claire. Trước khi Kristin rời đi, Claire đã đưa cô ấy tờ giấy với lời nhắn của Ben. Bức thư giải thích tại sao Ben rời bỏ cô, anh ấy không muốn con trai của họ tiếp tục chứng kiến cảnh mẹ như vậy. Kristin đọc xong bức thư đúng lúc Ben về đến nhà, cô tranh thủ quay lại đoạn video thể hiện tình yêu với chồng. Cô ấy đưa Ben xem đoạn video, đồng thời kể cho anh nghe mọi chuyện xảy ra trong những tuần trước. Biết vợ giấu mình về việc trị liệu, Ben đã rất giận. Khi Kristin nói rằng mình tha thứ cho Ben vì rất yêu anh, thì Ben bất ngờ tát vào mặt vợ rồi bỏ đi. Kristin gọi điện cho Claire và kể cho cô ấy nghe chuyện vừa xảy ra với mình. Kristin thì ngồi quay lại đoạn video, cô rất đau khổ vì Ben đánh mình xì cả máu mũi. Bất ngờ điện thoại đổ chuông là Claire gọi tới, cô ấy nói rằng Ben ở một mình chưa từng gặp vợ suốt 4 năm qua, vậy người đàn ông đang sống cùng Kristin là ai?
Claire yêu cầu bạn mình tả hình dạng của Ben cho cô ấy, nhưng vì Christine quá bối rối nên không diễn tả thành lời. Đột nhiên Christine nhớ tới người đàn ông có vết sẹo, tất cả những tấm hình Ben chụp đều lấy tay che mặt. Christine nhanh chóng chạy vào phòng tắm kiểm tra lại, qua miêu tả Claire khẳng định người đàn ông Christine đang sống cùng không phải là Ben. Đột nhiên Christine phát hiện những bức ảnh trên tường đều được Huy quần hoa chỉnh sửa, cô ấy nhớ về vụ tấn công và cầu xin Claire giúp đỡ, nhưng tiếc rằng cô không biết địa chỉ nhà mình đang sống. Lấy hết can đảm Christine mở cửa phòng tắm, thấy Ben không ở đó cô liền bước xuống cầu thang trốn ra ngoài. Cửa bị khóa và cô phải tìm một lúc mới thấy chìa, khi Christine tưởng đã thoát được thì bất ngờ bị Ben tóm lấy. Christine lại thức dậy trên giường như thường lệ, đây chính là cảnh diễn ra ở đầu phim. Cô bước vào phòng tắm thì thấy những bức ảnh, quay trở lại thì Ben đã ngồi trên giường đợi sẵn. Khi anh ta rời đi, bác sĩ Henry gọi tới bảo Christine đi tìm chiếc máy ảnh, nhưng cô chỉ xem đoạn ghi âm mình bảo yêu Ben, rồi nhận ra có vết bầm tím trên má. Điện thoại đổ chuông và lần này là Ben, anh hỏi mọi thứ có ổn không, rồi nhắc nhở vợ thu dọn đồ đạc chuẩn bị đi chơi xa. Lúc Harry định gọi lại cho Christine thì bị nhắc tới quầy lễ tân của bệnh viện, Ben tình cờ gặp anh ta và giới thiệu bản thân. Henry hỏi Christine thế nào khiến Ben khó chịu, anh ta bảo Henry hãy tránh xa vợ mình ra. Đêm đó Ben và Christine tới khách sạn gần sân bay, cô nghi ngờ hỏi chồng liệu nay có thật sự là ngày kỷ niệm của họ không. Ben liền bảo không phải kỷ niệm ngày cưới, mà là ngày kỷ niệm khác đáng nhớ hơn. Christine đứng thần người nhìn qua cửa sổ, không hiểu sao Ben lại đưa mình đến đây. Ngay sau đó Ben lấy cho Christine một ly sâm panh và bảo cô hãy nhớ lại việc mình bị tấn công. Đột nhiên Christine nhớ ra người đàn ông trước mặt mình là Mike, cô liền hỏi anh ta Ben đang ở đâu. Ben lạnh lùng đáp hắn đã bỏ rơi em, giờ đây chỉ còn mình anh ở bên em. Mike đã đưa Christine ra khỏi viện dưỡng lão bằng giấy tờ giả với ý định chăm sóc cô, nhưng giờ anh ta đã chán nói dối và muốn Christine nhớ lại mọi chuyện. Christine nhớ lại ngày vụ án xảy ra, Mike đe dọa sẽ gọi cho Ben để nói chuyện họ ngoại tình. Từng mảnh ký ức hiện về ghép lại thành bức tranh toàn cảnh, Christine nhận ra hung thủ muốn sát hại mình chính là gã đàn ông trước mặt. Mike tỏ vẻ hối lỗi và cầu xin Christine đừng bỏ đi, nhưng lúc này cô ấy chỉ có một cảm giác sợ vãi đái ra quần, chi tiết cuộc tấn công ấy khiến Christine cảm thấy nghẹt thở. Mike tiếp tục cầu xin và đứng sang một bên dò xét thái độ của Christine, khi cô ấy bước qua cánh cửa anh ta ngay lập tức túm tóc tạt tai. Mike cảnh báo Christine sẽ không ai có thể chia cắt bọn họ, bằng cách nào đó chúng ta phải ở bên nhau mãi mãi. Anh ta xóa tất cả video trong máy ảnh, rồi bảo Christine hôn mình trong hai hàng nước mắt. Mike bảo Christine phải quên Ben và Adam đi, bởi họ vốn dĩ đã quên cô rồi. Lúc này Christine nhận ra con trai mình chưa chết, Mike lại bắt đầu động tay chân tác động vật lý tình nhân. Christine cố gắng chống trả nhưng sức yếu hơn, chẳng mấy chốc cô bị hắn khống chế bóp cổ. Cố vùng vẫy Christine lấy con dao đâm Mike, nhưng anh ta vẫn cố gắng tóm lấy chân cô một lần nữa. Cuối cùng cô dùng bàn là đập thẳng mặt hắn ta chạy thoát khỏi phòng, rồi kích hoạt chuông báo cháy ở hành lang. Rất nhanh sau đó xe cứu thương và cảnh sát bao vây khách sạn, Christine tranh thủ quay một đoạn video giải thích sự việc đã xảy ra với mình. Sau đó bác sĩ Henry bước vào phòng bệnh đánh thức Christine dậy, anh nói cho cô biết thân phận của mình và xuất hiện ở đây với tư cách một người bạn. Henry mời người chồng thật sự của Christine đến, anh ấy xin lỗi vợ và nói rằng nếu biết em gặp nguy hiểm anh sẽ không bao giờ bỏ đi. Ben cũng kể cho Christine về Adam, cậu bé xuất hiện ngay sau đó giới thiệu bản thân với mẹ. Lúc này Christine đã nhớ ra ít nhiều, cô ôm con trai vào lòng không kìm được nước mắt. Vậy là gia đình họ đã quây quần bên nhau, Christine may mắn thoát được tên tình nhân vũ phu lươn lẹo, kết thúc bi kịch những năm qua cô ấy phải trải qua. Và đó cũng là những tình tiết cuối cùng của bộ phim, xem xong thì nhớ đừng bao giờ ngoại tình nhé mọi người. Hôm nay đến đây thôi, hẹn gặp lại cả nhà trong video sau. Nếu thấy hay thì cho mình xin một like, một đăng ký kênh nha.